Chuyên gia Nga, Việt Nam cần rút ra bài học từ sự kiện Liên Xô sụp đổ. Ngày nay, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, Liên Xô dường như sụp đổ là do giá dầu thấp. Điều này không đúng, bởi nền kinh tế Liên Xô được xây dựng theo cách mà nó không quá phụ thuộc vào những nguyên liệu thô bán ra nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc nở rộ khi cơ cấu và sức mạnh của Liên Xô bắt đầu sụp đổ một cách rõ ràng. Đó là nhiều phần tử cực đoan nhận thấy mọi thứ đều có thể xảy ra, kiểm soát xã hội bị suy yếu và ảnh hưởng chính quyền trung ương sụt giảm mạnh. Mọi việc bắt đầu từ những cuộc nổi lên của người Tata ở Crimea và làn sóng bất bình ở Kazakhstan liên quan đến việc bổ nhiệm một người dân tộc Nga giữ chức vụ đứng đầu Cộng hòa Crimea. Sau đó, Kerobak nổ tung mà trên thực tế nó đã làm nổ tung lan ra cả nước. Hơn nữa, chuỗi biểu tình toàn quốc này không thể dừng lại được nữa. Tiếp đó diễn ra theo dây chuyền các cuộc đấu tranh mang sắc thái dân tộc ở các nước Cộng hòa vùng Baltic, Georgia, Transnistria, nội chiến ở Tajikistan. Trong khi đó, Mikhail Gorbachev ngay từ đầu tỏ ra mình như người ngoài cuộc, không liên quan gì đến những cuộc đụng độ đang diễn ra ở các nước Cộng Hòa. Chính điều này càng làm kích động thêm những diễn biến tiêu cực, kích động lòng hận thù lan rộng. Khi có ý kiến cho rằng Gorbachev dường như đã có kế hoạch cải tổ, thì điều này cũng không phù hợp với thực tế, vì hệ thống dưới thời ông ta đã bắt đầu xa sút trong khi ông ta đã tự ý áp dụng một số giải pháp. Về vấn đề hệ tư tưởng, tức là dân chủ, công khai hóa và cải tổ, thì đó là một chủ đề riêng biệt. Chính vì điều này mà rất nhiều người dân Liên Xô, trong nhiều thập kỷ sau đó đã căm ghét thuật ngữ dân chủ, cho rằng nó liên quan trực tiếp với những kẻ đã làm sụp đổ một cường quốc rộng lớn, những kẻ không đem lại điều gì bình thường, và đã cướp bóc những thứ còn sót lại của đất nước. Đối với hàng chục triệu người dân, những nhà dân chủ, tượng trưng cho sự sụp đổ. Quân đội và các cơ quan sức mạnh đã hiểu tất cả, và cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ vào tháng 8, 1991. Tuy nhiên, người dân của đất nước đang trên đà tan rã lúc đó đã chống lại họ với lập luận rằng những cơ quan đó bảo vệ chế độ cũ kỹ, lỗi thời, trong khi phía trước là một nền dân chủ tỏa sáng và là lối thoát khỏi bức màn sắt. Thậm chí khi đó còn không ai hiểu, không thể hình dung được nền dân chủ phương Tây sẽ mang lại điều gì trên thực tế. Phóng viên, ông có suy nghĩ như thế nào về những sai lầm trong việc quản lý văn hóa, tư tưởng và báo chí, cũng như về việc bỏ dạy học chủ nghĩa Mark Lenin trong nhà trường, bởi những điều này cũng đã góp phần đáng kể khiến Liên Xô tan rã. Chuyên gia cho phim Trúc, bộ máy tuyên truyền của Liên Xô, luôn từng là một trong những bộ máy mạnh nhất trên thế giới, cũng như trong lịch sử nhân loại nói chung. Đây là một thực tế không thể chối cãi và được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cũng cần phải thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu từng giai đoạn, trong đó có thực trạng và sự phát triển văn hóa đại chúng ở phương Tây. Chẳng hạn, nếu Liên Xô không ngăn cấm dòng nhạc mới và thời trang, mà ngược lại, nên củng cố và phát triển xu hướng này, thì Liên Xô đã cho thấy rằng, không chỉ trong ngành không gian vũ trụ, mà còn trong những lĩnh vực này họ là nước tiên phong trên thế giới. Liên Xô lẽ ra phải đi đầu trong mọi lĩnh vực, bởi chế độ của nó được coi là đã ở thời kỳ tốt nhất vào thời điểm đó. Chẳng hạn, trong những thập niên từ 1960 đến 1980, nước này đã sản xuất những bộ phim hay nhất được đưa vào Quỹ Văn hóa Thế giới Vàng. Thậm chí ngày nay, nhiều người say xưa xem những bộ phim này. Có người còn xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, thời trang và âm nhạc phương Tây đã lấn át mọi thứ. Đối với thiếu niên Liên Xô, việc nghe nhạc trong nước hay đi dạo trong trang phục Liên Xô là mất thể diện. Nói đến tư tưởng chính trị thì phải công nhận rằng, lãnh đạo Liên Xô cũng đã cố gắng quan tâm đến mong muốn thực sự của người dân. Chẳng hạn, dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev, hình ảnh của Stalin đã xuất hiện trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, đặc biệt là trong các bộ phim và điều này đã gây ấn tượng mạnh nhưng về tổng thể, thì hệ thống này đã bị hủy hoại bởi một điều mà không ai ngờ tới, đó là sự qua đời của ba tổng bí thư liên tiếp chỉ trong vòng 3 năm, gồm Brezhnev, Andropov và Chernenko. Và sau đó thì xuất hiện Mikhail Gorbachev. Nhưng điều đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa, vì không ai có thể trở về quá khứ. Học thuyết Mark Lenin nhất định phải được phát triển có tính đến những thay đổi diễn ra trên thế giới, nhưng hiện không ai làm điều này và cũng không có những nhà tư tưởng như vậy để làm nhưng lenin vẫn không ở lại phía sau chúng ta mà là đang ở phía trước rồi thời đại của người chắc chắn sẽ quay trở lại sau bao năm bị lãng quên cố tình im lặng về nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nước nga này để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này